Xin chào người, chào người đã quay trở lại kênh HBK Gaming của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục từ game One Bit Pass thì hôm nay đã qua tháng mới rồi anh em. Đấy, tháng mới nên mình cũng uh, sẽ làm một cái video giới thiệu về những event và những tướng sắp ra mắt trong cái tháng này nha. Đó, nói chung tháng 8 này có rất là nhiều thứ mà anh em còn phải biết luôn. Đấy. Thì hiện tại thì mình đang uh, trải nghiệm uh, A AI uh, New 3S nha anh em. Đấy. Cho so và mình đang đánh uh, lấy phù hiệu nha anh em lấy phù hiệu và mình lấy uh, mình đánh online cùng với một người bạn này này anh em nào mà chơi chung thì có thể kết bạn và giao lưu ha Đây, mình đang đánh với người bạn chơi râu trắng râu đen nha nhầm ui sao thằng bạn mình chết rồi cái gì vậy nói chung anh em mà chơi phù hiệu mà lên tới level cao á đó, đó, thì rất là châu bò nha đấy mấy thằng đối thủ đó là châu bò nên đánh <laughs> chưa gì bị chết rồi đấy tới mình ấy hãy thì mình cho anh em thấy là hiện tại mình đang trải nghiệm A nha A3S thì mình cũng giới thiệu luôn là trong tháng 8 này sẽ A3S thì có thể quay trở lại nha Đấy nhưng mà A3S quay thì anh em sẽ quay bằng trái ui ui hết máu cứu cứu cho tôi miếng máu anh ơi mấy này trâu lắm anh em lên level cao trâu lắm ấy nên mình phải đánh cùng với bạn bè cho đánh một mình không lại đâu Ồ, đánh phù lôi phi ơi nãy nói tới đâu ta Trời ơi, tập trung đánh quá chết rồi sao bố già hy sinh rồi anh em ôi lộn rau đen hy sinh rồi ai không ổn rồi không ổn rồi bạn mình hy sinh rồi Chà, mình phải tập trung đánh thôi anh em ấy thì trong tháng này sẽ ai uh, new 3 s này sẽ quay trở lại nha thì anh em có thể quay bằng trái ép quỷ nha anh em mua bằng trái ép quỷ chứ không phải quay bằng vé vàng đâu nên em uh, từ bây giờ anh em nên tích uh, trái ác quỷ vàng đi không ổn anh em ơi ui bắt ra cứu luôn và sẵn này em thấy không mình chủ yếu mình mới vô mình trải nghiệm như là giới thiệu cho anh em vừa rồi ai là chuẩn bị xuất hiện phải không à, rồi macro cũng sẽ xuất hiện lại trong vòng vay tự chọn đó anh em vòng vay mà 80 20 đó đó do do dám hả đó là anh em sẽ có thể quay tự chọn macro quay tỷ lệ 80 20 nữa mà anh em may mắn thì anh em sẽ quay được macro còn xui thì 20 trăm còn lại sẽ quay ra thứ khác nha đấy đó là tình vui cho anh em nào đam mê mắt mắt macro macro ôi mắt cô nha rồi cho căng quá anh em sao mình còn một mạng nữa thằng đồng đội mình thì hy sinh ít bấm nhầm ui mày hả dồn 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 năng lượng dồn năng lượng để chưa anh em a 3 s tướng mà s rồi là sẽ có thêm dồn cái năng lượng như thế này ui mất một mạng rồi anh em căng quá rồi nó đánh thằng kia rồi rồi thì trong tháng này nghe đồn sẽ ra thêm một tướng s s s ba s nữa đó là nam mùa hè nha skin mùa hè ấy thì hiện tại thì tướng đó cũng chưa có thông tin nhiều thì nói chung anh em cứ hiện tại lo tích vẽ uh, uh, tích trái ác quỷ đi để quay mấy cái tướng mà 3S là tèo xây quay bằng những trái ác quỷ không đấy nè chú 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 chọc rồi Oh. Châu quá, châu quá châu luôn. Ai. Châu quá châu. Ui, ôi ôi ôi. Rồi thì ngày 4 tháng 8 này nữa, ngày 4 tháng 8 này sẽ ra uh, ray ray nha anh em. Đó, ông ray Minh Vương. Đấy. Thì uh, về nhân vật ray thì hiện tại trên mạng đã xuất hiện nhiều thông tin rồi nên uh, cũng khá là cái chỗ đánh nhiều của vô trời đánh thể A luôn nói chung nói nhiều mà không tập trung đánh ui được có một cái thẻ cam luôn em ngon một cái hiệu cam luôn ngon 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 đấy nói chung thì, uh, thì ngày 4 tháng 8 này sẽ ra ray lay nha anh em ray lay thì có hai kỳ rồi nữa mình coi những review clip thì rất khá là đỉnh nhưng mà mình theo mình đánh giá ray lay thì uh, khi đánh uh, BVB thì ngon thôi Còn mà đánh uh, ải BVE rồi á Thì không uh, chắc thể là không ngon Nhưng mà chờ ra mắt đi rồi mình sẽ quay và trải nghiệm test cho nó Ui Phù hiệu một thì mình đang thiếu một cái Thẻ ca mấy thẻ này thì thi... Có bốn dòng mà anh em Ít nhất cũng phải năm dòng cho lên Rồi rất là tiếc Ok nâng cấp máy này trước cũng được Ui nâng cấp này lên chính luôn nè Đây nâng cấp máy này lên trước Đó nâng cấp cái lên Lực chiến quá trời luôn em Ok Đấy thì anh em đánh phù hiệu này Anh em có thể đánh cùng với bạn bè này kia ha rồi Tiếp thiếu một cái phù hiệu một Ok Rồi Đấy Đây đây hướng dẫn anh em luôn cách đánh với bạn bè là anh em vô cái chỗ số 2 này nè Đó cái dòng tiền thứ cái bị uh, Biểu uh, thư thứ hai nè Đó anh em bấm vô Và anh em chọn cái uh, mức level mà anh em hiện tại và anh em bấm vào nút giữa này nó sẽ tự động kết bạn hoặc là anh em bấm vào nút này thì nó sẽ tự động tìm bạn bè vậy đó. Ok đó là cách đánh với cùng với bạn bè mà nãy giờ rau đen kia nó lực chiến yếu quá chưa gì mà nó hy sinh rồi nên nãy đánh nó được a à. rồi ok thì uh, tháng 8 này cũng có rất nhiều event mới đây mình sẽ giới thiệu anh em đầu tiên uh, đây là có nhân vật mới s nữa nè đó Đấy, vật ở s thì cái này thì anh em còn phải nạp tiền ha Đấy, nhưng mà mình chơi uh, miễn phí mình cày chay thôi nên mình cứ cày từ từ cũng có sở hữu được thôi Đấy, anh em cứ mỗi tháng mua mảnh mấy màn ảnh này là đủ 20 mảnh là mở tướng được rồi rồi tiếp theo sự kiện uh, tháng này có gì nữa không đu đây 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 thực kiện đập đá anh em ơi đập đá đây đây đập đá rồi cái này thì đây anh em sẽ đập lấy những cái ly nước nè đó đây là những cái hé lộ ra nam đó anh em nam đó ui sống có gì hết vậy chu chà đó anh em cứ quăng quả bơm vô nó sẽ nổ và anh em đập mấy cái ly nè chung anh em lấy mấy chỗ ly nước nè rồi cho quả bơm ngay đây đi cho nổ đó ngon xuống cha cho quả bơm đây luôn đó anh em đập đây ê ấy một cái ly đây đó wow anh em ít ly nước nhiều là được đủ nhận tiếp nè <laughs> vui ở này đập đá nha anh em cái này mùa hè là hé lộ ra tướng uh, NAMMY 3S anh em không biết uh, NAMMY 3S xịn sò so như thế nào mình nghĩ nó cũng sẽ xịn, sò so như A New 3S vậy đó anh em đó chút chạc ồ oh, đây 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 ơi nó ơi đây 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 một ly nước của em ai uống nước cam không nào thù dạ thù đây Chà hết bơm mà anh em ơi Nói <laughs> chung anh em cứ xài miễn phí thôi Có gì anh em xài đó thôi nha có đù Đù Xui vậy Đại 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 Ngon Đấy Đó Đấy, đây, ngon ngon ba ly luôn nè Mở thêm được cái gì nè Wow, đấy, anh em cứ ấy tiền này kia nè Lấy mấy cái á, ép quỷ nè, không em do chơi được nhiều là sẽ mở khóa những từng điểm đó đó. Uhm. Giờ là bắt đầu tích mấy trái quỷ đi để nhận để bắt đầu ra những tướng mới là nên qua dùng trái quỷ quay đó. Những tướng mà 3S cho lên là dùng phải dùng trái quỷ mới quay được. Đù 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 ngon ngon. chả hết luôn rồi. Rồi còn ba bú nữa hết luôn. Ok. Rồi ngày mai vô chơi tiếp, mỗi ngày vô chơi xí vậy đó anh em đây còn cái búa nè đây em có thể mua nè à, mua bằng vé nè mình có 30 vé trên đây là có thể mua nữa nè ok mua 4 quả bơm nhưng có thể mua nè đó à, ngon đủ được được nhận quà tiếp nè anh em thấy mỗi ngày nói chung em vô chơi xí là được đó sắp được nhận trái ép quỷ nè trăm trái quỷ là cũng quý lắm đó anh em ok rồi cơ bản là vậy đi, mỗi ngày anh em vô chơi xí rồi tiếp theo cái sự kiện thứ hai event tháng mới này có cái rất là quan trọng luôn đây mấy cái này thì đây 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 đây, đây, đây. cái mục thứ hai nè anh em vô chỗ đây nè ấy ray lay nè ray lay quá đẹp chưa cái này chỉ có trong vòng mấy ngày tôi tới ngày 4 tháng 8 là sẽ hết nha và ngày 4 tháng 8 thì sẽ ra mắt ray lay luôn ngon ngon đấy cái sự kiện này thì anh em cứ bấm vào đây Đấy vô thì nó sẽ hiện lên cái bản đồ này thấy không Hình ray khá là đẹp à, Thì cái này chỉ có mấy ngày trong đầu tháng thôi nha Anh em phải tranh thủ làm Khi mà làm thì anh em sẽ nhận được đây Đó à, cái này là chủ yếu là ghép hình đó thấy không? Game đủ thứ cái để anh em chơi không bao chán luôn Đó Game bí lộn này chơi qua ghép hình Chữ thử tài trí thông minh trí nhớ nữa đó, nhận quà rất nhiều nè Anh em mà lắp ghép hình nhanh trong vòng 15 giây Thì được một cái vé vàng quay thẻ bài nè Đây à, hay. sẽ có ba hình nha anh em vượt qua hình đầu tiên thì sẽ bắt đầu mở hình thứ hai thứ ba bây okay, giờ mình sẽ chơi nè chu cha anh em nhớ nha nhớ nha cha mình chơi mấy cái này dở nữa chứ chỉ nhớ kém nữa chứ chết 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 rồi giờ anh em phải nhanh nè, nhớ nè ok cái này nha cái này ok 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 vậy đó đó ok chơi luôn chơi đại đi chơi anh em chơi bao nhiêu cũng được Nghĩ sao là được là được à, đây đây nhầm nhầm đó một cái đó ok ấy đây để cái này qua đây. Phải nhớ nha, nhớ anh em chơi nhiều lần cũng được, anh em chơi nhiều lần cái lát thuộc luôn. Thôi. Anh em chơi lát thuộc luôn là được. Đấy. Đó. À, ok. Này đây, đây, vô. Yeah, giây, hai mươi 26 giây. Quá buồn 26 giây được mở hai hộp quà đầu tiên. Đấy, anh em cố gắng chơi lên được 15 giây thì sẽ được cái vé vàng ha. Đấy rồi anh em cứ bấm lại và chơi thôi Đấy Đấy Em có thể bấm lại và chơi miết vậy thôi Em chơi nào mà thử thách bản thân 15 giây này kia nữa Rồi thôi mình sẽ thoát ra nha <laughs> Rồi mình chủ yếu giới thiệu cho anh em thôi Rồi tiếp tục sự kiện tiếp theo là cái gì đây 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 cái thử điện nông trại này thì có bữa giờ rồi nha Có từ tháng trước rồi Thì anh em cứ việc cờ uh, nâng cấp nhà và săn những đồ này nè nông chạy vui vẻ nè đấy em lấy mấy cái này rồi bỏ vô đó em bắt cá Là bắt cái gì đấy đấy còn này nữa bắt cua bắt ép nè đấy rồi em tới nhà này em bán đấy vô chợ bán thôi đấy Đấy, ngon ngon có quà rồi có quà rồi có quà rồi ngon oh, quá trời luôn ấy thì cái uh, tiền đồng tiền xanh á để anh em có thể nâng cấp đây nâng cấp cái nhà của anh em lên đó em sẽ mở khó thêm ô và mở thói thêm loại uh, lương thực ăn nuôi gì đó rồi anh em có thể dùng cái đồng tiền uh, xanh dương này nè vô mua đồ đây mua đá cường hóa tăng sức mạnh mở chiêu rồi mấy cái đây cái đá này cũng rất là quan trọng ngon nè những à, ai đã lên level cao rồi mua nên mua cái này Đấy, rồi mua mấy cái viên này để nâng cấp sức mạnh này kia nữa nè thuốc để tăng thẻ chiêu thẻ bài nè ừ. ok trong game này đã nhiều thứ để anh em cày lắm anh em xin cày mỗi ngày anh em cày là đủ tiền rất là nhiều tiền khỏi cần phải nạp này kia nữa rồi tiếp tục à, coi sự kiện đợt này có gì quan trọng nha hình như là có cái này nè đây 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 đây. Mấy cái này thì uh, mấy tháng trước có rồi Đây 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 cái này nè Cái này mới nè Đó, Cái này mới thì cũng có 3 ngày thôi nha anh em Đấy, Anh em phải làm nhiệm vụ à, Cái này là đánh hạn Ôi hôm nay reset đánh hạn luôn anh em Ồ, Tháng rồi mình có đánh hạn gì đâu Rồi à, cái này là anh em vô đánh ba trận hạn nha Rồi cái này thì uh, Đây Cái này anh em nhận hai lần hai lòng tiền này là được rồi cái này cái này cũng phải đánh 6 lần mà mỗi ngày nên chỉ đánh được 3 lần thôi là nên phải hai uh, ngày hai ngày mới được nha đó hai ngày còn cái này thì uh, mình đã nhận rồi nè anh em chỉ việc bấm vô là nó đưa tới lại nhiệm vụ cho làm nói chung này trong vòng 2 ngày mới làm được nha anh em rồi cái này anh em vô đánh ba chọn hạn là được ok còn hai này thì qua ngày hôm sau là chắc chắn sẽ nhận được và anh em sẽ nhận được gì đây sẽ nhận được chọn một anh em sẽ có ba lựa chọn. Em có thể chọn hai mảnh vàng, hai tướng SS đó là năm mảnh tướng SS, tướng S thường đấy. Rồi. Tiếp theo thử có sự kiện gì mới đây đây. Mấy cái này thì đây. Cái này là đấu giá này anh em. Đây cái sự kiện này là anh em đấu giá để nhận quà để anh em có thể mua mấy cái viên này tiếp nè. Đấy. Thì anh em cũng vô đây anh em chọn, chọn cho mình một người người nào mà màu đài có màu cam nè ok rồi anh em bấm vô đây và đi thôi đây cái này thì anh em sẽ mua một cái lương thật gì đó nha đây mình mua mình mua mua cái gì cũng được nói chung anh em mua cái nào mà nó tiền nhiều 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 xí cũng được đây xong rồi mình mua cơ cà chua đây anh em đấy mua cà chua xong anh em đi qua đây đấy Ok anh em bấm nút cam và đánh sau đó bấm sao chúng vô nút xanh nha. Rồi, tiếp tục đi thôi. Ok, không có. Anh em tới cái vùng đảo nào mà thấy cái trái cái cà chua anh em bán á mà nó bán được mà giá cao hơn thì anh em bán nha. Giống như mình mua cái này mình đem qua những đảo khác bán. Ôi oh, đảo này không ai mua luôn ta. Đảo này không ai mấy đảo này không ai mua cà chua hết ta chú máy thì mang à Đây 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 đảo này nè coi thử nè kéo hơn đó. Trời ơi, đảo này thì nó mua cái bằng cái giá mình mua luôn em là, là, là không lỗ không lời á Thì kệ Đây cái này nó lên nó mua lại mình 8 đồng luôn nè Đó mình lời xí nè Đấy, Nhưng mà lợi ít quá mình chơi luôn mình chơi qua đảo cuối thử xem thế nào nha <laughs> Ok đây 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 Ồ, Đủ lỗ rồi, anh em ơi Chết sao cái đạo cuối nó bán mua thấp hơn giá mình mua nữa <laughs> Nói chung chơi này cũng vui nha anh em Anh em biết cái nào nên bán và nên không bán nha Đấy cơ bản là vậy đó rồi Anh em có thể có những cái đồng này nè Anh em vô đây mua nữa thôi Đấy. Ok Rồi tiếp tục Mấy sự kiện này thì không có mấy cái điện này em anh em không cần quan tâm đâu. giờ anh em chủ yếu cày tiền này kia thôi. Với lại cái sự kiện cũng quan trọng là cái thiền đấu nè đấu thiền sinh tồn này anh em này thì mình có làm một cái clip riêng rồi anh à, em cố gắng cày đánh cái này để nhận được vé vàng cuối nè với lại nhận được đó nhiều thiền nè không quà này kia cũng rất nhiều ngon chủ yếu là cái vé vàng cuối này thôi hãy nên em cố gắng cày cái này ha này thì anh em chọn thiền à, mình sẽ coi chọn thiền gì này thiền của uh, ok mấy thiền này cũng không có gì sinh sò đây mình thử chọn cái thiền này đi, ấy thiền này thì có gì đấu, này truyền của uh, uh, ông nội luffy này, thôi em sẽ chơi thiền này luôn đi, ơi có thiền nhỏ nhỏ này chơi thử đi chơi thử thiền nhỏ nhỏ này nha, ok, rồi mình sẽ chọn uh, đây, anh em, ui, mình bắt mình chọn luffy này ơi rồi ok, chơi luôn, vô <laughs> sinh tồn thì này anh em giống như sinh tồn Em vô 10 người đánh với nhau Ai là người uh, sống sót cuối cùng là thắng thôi Giống như chơi xi hay là PUBG đó Rồi bây giờ vô mình nhặt thính nha Nhặt thính này kia để tăng uh, Để nhặt hột uh, máu này kia đồ Đó đây đây Này thì trước mình có làm cái clip riêng rồi Anh em có thể xem lại nếu mà không hiểu cách chơi ha Ủa sao vậy không nhặt được À đây 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 10 người nha Đây vòng bo đây anh em vòng bò nó đang bắt đầu xiết xiết vô đó giống như bút di luôn em đây đây à quên quên coi thứ hai, thiền này Thiền này có chiêu gì à sẽ tăng tốc chạy nhanh hơn nè à. chiêu đầu tiên nói chung các thiền nào cũng dạy cái chiêu đầu tiên lúc nào cũng tăng tốc hoặc là chạy nhanh hết đó rồi chiêu thứ hai ủa ủa cái gì vậy chiêu thứ hai là nó tăng tốc rồi rồi chiêu thứ nhất rồi sao bắn ê bắn sao bắn vậy không có súng sao bắn quách đớ thì này ngộ vậy thì này ngộ nha anh em thì này ngộ rồi từ từ chiêu thứ nhất vậy là cái chiêu thứ nhất này để bắn nè mà không biết sao đây để, để coi thử ơi để tìm đối thủ anh em còn chín người thôi còn chín người đây, đây đây có cái hộp gì nè phải 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 ô oh, vô Ủa không thấy ai hết người ta Hello Hello Bò, bò đang siết nha anh em Ủa Còn 8 người Ủa Đây đây còn 26 giây nữa bắt đầu bò siết Nhưng mà hiện tại không thấy ai hết vậy Hello Cô đơn quá nha Đây bò đang siết nè anh em Ủa cái gì vậy ở chẳng lẽ thiền này dùng để anh em trốn chạy thôi em chạy như thiền này để anh em núp lùm vậy đó núp lùm chờ tụi nó giết nhau hết rồi anh em ra thôi ủa đừng đùa chứ các bạn đâu rồi mình cô đơn quá đi ngôi sao cô đơn ngôi sao cô đơn nè ui hết ủa alo các bạn có nghe thấy tôi đâu không? Rồi chắc trốn trong đây hết là còn 5 người. Ê, à, đây 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 thấy rồi. À, thấy. Ui ủa. Là sao cái chiêu đầu tiên là sao? ai Quánh được quá. Thôi cạn lời. Thì vừa rồi dạng như thì để trốn anh em thôi à. Anh em giống như anh em trốn làm người cuối cùng win thôi anh em ơi vậy mà được thắng luôn nè được vào luôn nè anh em đây 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 có thiền của cái a nè anh em có thiền của a là xịn nè với lại thiền của thằng uh, uh, thần sấm nè nè hãy đổi cái thiền khác chơi đi anh em chơi thiền này đi thiền của bubi nè rồi dứt hai nhân vật mà anh em chọn á, là khi mà cuối cùng á còn hai người á thì anh em có thể chọn khi mà tới gần thiền với nhau anh em có thể chọn giao tranh bằng người nha là anh em sẽ vô đánh giống như đánh hạng vậy đó đó ok không thấy ai hết luôn giáp giáp anh em sẽ nhặt mấy đó một là anh sẽ nhận được máu Hoặc hai là giáp đây đây là bắn nè chối này chạy nhanh nè chiu chiu, chiu, chiu bắn thì thấy hơi yếu nha bubi tứ hồn mà hơi yếu chạy chạy à Chú chú chú, à đây 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 chạy ha chạy ha ù bẻ giáp bẻ giáp nó đang có giáp nè mà chú cho mình bóc giáp luôn Thắng ngon mình sẽ chi đuổi tới cùng luôn nha ờ bóc giáp bể... ê ý nó bắn mình Mất cái máu luôn hồi máu hồi máu hồi máu đuổi theo luôn chơi luôn chơi tới bến luôn ta là băng hè bubi đây ui ui đây đây cái 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 lơ cái lơ kìa chạy 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 đây ơi đây đông vậy ui rồi thấy chưa thằng thằng chạy thuyền của thằng thằng chấm nó ghê chưa còn tám người ui rồi xong luôn anh ơi cứu em ui ui ơi à, đừng 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 ê ê nó còn miếng má rồi chơi luôn không chơi tới bớt luôn đại đại không được ôi ai tức thiệt chứ Rồi thôi, thôi thôi ok ok thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nha anh em chủ yếu là làm cái video đầu tháng để giới thiệu cho anh em những cái event và những tướng chuẩn bị ra mắt thôi bây giờ anh em chỉ việc tranh thủ tích vé cũng như tích trái ác quỷ vàng mình hiện tại được nhiều rồi ta đây có 45 vé vàng đôi và 10 ngàn 18 ngàn trái ác quỷ à, nói chung ok đủ quay được hai tướng nữa giờ cứ ra tướng gì là mình quay được hết yên tâm <laughs> ok cảm ơn em đã xem video nha bye bye cảm ơn người rất là nhiều